Nơi đâu? Cho xin gửi tới là chào trân trọng đến toàn thể các bác chơi Euro miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày 19 tháng 4, em tiếp tục còn lại giới thiệu đến các bác một chiếc đầu chạy băng cassette đến từ thương hiệu của Soli. Model của nó là TC4300SD. Model này thì em bán cũng khá là nhiều rồi. Nó được sản xuất là 1975 với giá xuất xưởng của nó là 72.800 yên. Nó tương đương với khoảng độ 15 triệu đồng Việt Nam theo thị trường hiện tại. Và chiếc đầu này thì sở hữu cái xe ngang của nó là 43 cm, chiều cao của nó là 16,8 cm và chiều sâu của nó 31 cm, và nó nặng là 7,5 kg. Mặt nhôm phay xước nhé. Nhìn rất đẹp và sang, có hai đồng hồ vu rất là lớn. Thì đồng đầu này là sử dụng cái đầu từ ferrite này. Đó. Nên là nó rất là bền. Đó. Chống bám bụi nữa. Âm thanh thì sắc nét. Và các phím này nó là auto stop nhé, khi hết băng thì nó sẽ tự động bật. Đó. Và thì tình trạng chiếc đầu này thì phát rất là tốt, thế nhưng mà nó lại không ghi và làm rè được. Thế nên em bán không bán cái chức năng ghi và chức năng làm rè, em chỉ bán chức năng phát thôi. Đấy. Thì chiếc đầu này nó về còn khá đẹp. Và đây thì em cũng xin quay chi tiết cái phần ngoại hình cũng như nội thất bên trong để bác cùng chiêm ngưỡng. Đây là phần mặt tiền này. Bác nhìn cả các phím phím bấm này, mạ chrome của nó rất là đẹp này. Đấy. Mới luôn. Đấy. Và đây có một cấn nhẹ thôi này. Đấy, đồng hồ vu sáng này. Nó có cái nút tăng giảm âm lượng, xuất âm ra. Mặt phay nhôm xước nó rất là đẹp. Mặt lưng đây. Đấy. Mặt lưng thì đây cũng vết ố nhẹ thôi. Sơn zin của nó để nguyên nhé. Đấy. Nó đẹp. Cạnh trên của nó đây. Cạnh trên của nó thì có sức nhẹ thôi. Không đáng kể. Mặt lưng đây. Đấy. Ở phía sau. Model của nó là TC4300SD, điện 100V, công suất của nó là 6,5W và seri của nó là 57821, được sản xuất Nhật Bản. Trên đây là hai đường nguồn cấp ra và đây sau vật ố nhẹ này. Đó. Và chiếc đường này con đường là xuất âm ra này, nên đường vào này. Đấy. Vì là và em kiểm tra chức năng ghi thì không ghi được nữa là bỏ ra. Đấy. Và đây là phần nội thất bên trong. Nội thất bên trong của nó còn khá là mới rồi. Sắt xi 7 màu luôn. Bộ cơ mạch úp dưới đây. Nguồn đây. Đây là phần đáy phía dưới này, taxi rồi. Đây em test chức năng của chiếc đầu này để các bác được thưởng thức. Đấy. Thì chiếc đầu này thì không làm rè và ghi được, nên là em bán đến mức giá chỉ 2,9 triệu thôi, bác về phát thôi. Còn đúng ra thì ghi thì cũng gọi là ghi chơi chơi các bác, còn nó bác nghe băng thì các bác mua người ta chuyên chuyên làm thì âm thanh nó sẽ tốt hơn rất là nhiều nhé. Đấy. Chiếc này nó chỉ có mỗi chức năng là làm rè và ghi thì không được thôi nhé, còn nó phát rất là hay. Đấy. Hôm nay thì em sẽ test một con băng bô lê em để bác được thưởng thức nhé. Nhạc vàng với nhạc sức 75 nhiều rồi. Em test con băng bô lê em này. Và giá của chiếc đầu này là 2,9 triệu, em bao phí ship toàn quốc mà chuyển đổi tiền, nó là đặt cọc thì tự trả tiền ship cho em, và bên em tặng kèm một con băng có nhạc để các bác nghe luôn nhé. She's crazy like a fool. What about Daddy Cool?
Rồi. Phát rất là tốt các nhá. Rồi em sẽ test cái chức năng auto stop này. Tu đi này. Cô chạy êm ái nhé, khỏe. Đấy, tua lại này. Rồi, đây, tua đi tua lại đều ok hết nhá. Em đã chức năng play này. Đấy. Rồi, vậy là cái chức năng auto stop hoạt động hoàn hảo nhá. Và chiếc đồng này thì bên em bán với mức giá là 2,9 triệu. Em bao cái ship toàn quốc cho bạn nào chuyển đổi tiền hoặc là đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Số điện thoại của em là 0907 23 269, em ở thành phố Hồ Chí Minh. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác video sau ạ.